ngày nay khó khăn nhất là chúng ta có hoài nghi, lòng tin không đủ. Hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi thiện tri thức. Vì thế không sanh khởi tâm chân thành cung kính. Chúng ta ở đây 10 năm, quý vị có biết chăng, thế giới này có bao nhiêu người đến cúng dường quý vị? Chúng ta không có tâm cảm ơn đối với những thí chủ này. Bởi vậy không có thành tựu. Tâm chân thành hiển lộ ra liền có cảm ơn. Không biết cảm ơn. Trong đời này của chúng ta, khi lâm mạng chung, nếu rất may mắn đầu óc tỉnh táo, có những đồng học này đến trợ niệm, rất có thể được giảng sanh. Nếu khi lâm mạng chung nghiệp chướng hiện tiền, không buông bỏ được, ta phải tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Như cổ đức nói, đời này không hiểu đạo, mang lông đổi sừng mà trả. Chúng ta nhận thí chủ cúng dường cũng phải trả nợ. Hiện nay nhận sự cúng dường rất dễ, tương lai trả nợ mới phiền phức. Chúng ta tuyệt đối không được coi lời dạy của chư vị tổ sư làm mê tín. Như vậy là sự sai lầm tuyệt đối. Mỗi một câu đều là chân thật bất hư. Phật Bồ Tát an lập chúng ta nơi đạo tràng này, có rất nhiều thiện hữu đến hộ trì. Chúng ta dùng cái gì để báo đáp? Phải dùng công đức chân thật của chính mình tu được để báo đáp. Những người này họ không mong cầu gì đối với chúng ta, chỉ hy vọng chúng ta có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát, tương lai rộng độ chúng sanh giống như chư Phật vậy. Chúng ta phải thật sự làm được. Nếu như còn có vọng niệm, không có chánh niệm, vậy là sai. Thời đại ngày nay tôn sùng dân chủ tự do, không được can thiệp. Ngày xưa không có những tri kiến này. Cha mẹ quản giáo con cái, con cái chỉ biết vâng lời. Thầy giáo giáo giới học sinh, đệ tử cũng chỉ biết nghe lời. Dễ vậy. Bây giờ không dạy được, vậy là tổn thương nhân quyền. Người ta tố cáo quý vị, con phải bị ngồi tù.
Ai dám dạy? Không dám dạy nữa. Tình hình của Trung Quốc tôi không rõ lắm. Ở nước ngoài, quý vị còn nhỏ, cha mẹ dạy dỗ, mắng quý vị, đánh quý vị, hàng xóm sẽ đến hỏi, phải chăng cha mẹ bạn ngược đãi bạn? Nếu ngược đãi thì gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đến điều tra, tra ra đây là sự thật, cha mẹ phải ngồi tù, phải chịu xử phạt. Quý vị dám dạy chăng? Ngày nay xã hội động loạn, địa cầu thiên tai thảm họa liên miên, đều có nguyên nhân, không phải không có nguyên nhân. Cha mẹ dạy là vì tốt cho con, thầy giáo dạy là vì tốt cho học sinh, không phân biệt tốt xấu. Đó là gì? Đó chính là ngu si, mê hoặc. Quý vị xem xã hội này đáng sợ biết bao. Phật Bồ Tát còn có thể đến chăng? Các ngài không thể đến. Phật Bồ Tát đến đều phải đi ngồi tù, đều bị xử phạt. Như vậy còn ra thể thống gì? Tội nặng biết bao nhiêu. Cho nên Phật Bồ Tát không đến. Các ngài đến đối với quý vị không có lợi ích gì. Không đến có lợi ích cho quý vị. Lợi ích gì? Quý vị không tạo tội hủy bán tam bảo. Vì thế các ngài không đến. Nếu họ đến, quý vị sẽ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Họ là người xuất gia chân chánh, là tỳ kheo chân chánh. Nghiệp báo của quý vị là ở trong địa ngục A Tỳ. Phật từ bi biết bao, đến cũng vì lòng từ bi, không đến cũng là lòng từ bi. Người như vậy rất đáng tôn kính.